Yo, chào tất cả bạn, mình là Gan đây. Và hôm nay mình sẽ review về Great Bahamut Layer. Vâng, thì mình chỉ có một cái layer thôi, chứ mình vẫn chưa có cả full một cái con bay. Mình nói mình khá là thích mấy cái con Bahamut này. Ok, mình vừa mang cái mic vào. Vâng, cái mic mình để đây, có thể nghe là bùm một tí. Ok, thì mình vừa mang cái mic vào tại vì ba mình bật nhạc to quá. Vâng, rồi mình cái này thì có thể là nó sẽ vào video và gây là cái việc là bản quyền lên chỗ video. Ủa mẹ mình karaoke. À thôi bây giờ như thế này nha. Đó giờ quay video là mình không hề dùng mic các bạn à. Nhưng mà bây giờ mình mới bắt đầu dùng mic đây. Tại vì mic nó gây ra mấy cái tiếng mà lụp cụp khó chịu lắm. Cho nên là bây giờ gặp cái trường hợp này mình phải gắn mic vô. Thôi có cái tiếng ồn thì mong các bạn thông cảm nhé. Mình cũng không có nhiều thời gian để quay video đâu. Vâng, thì đây chính là cái con Dread Bahamut của mình. Mà mình đã mở ở trong Random Layer đấy. Ở My Kingdom ấy, mùng 3. Đi vào My Kingdom mua đúng một hộp một. Sau đó vô quán cà phê mở ra dính luôn này luôn, quá là hên. Và tại sao mình lại tháo cái Amortan này ra, cái quay tan này ra, tại vì cái combo đúng của nó là Robert, cái combo layer đó là Robert Hermit mà có thêm gan vào. Đấy, bạn nào muốn con Robert Hermit mà đúng màu trong anime thì bạn phải mua cái bộ một triple booster set, còn đây là cái bản màu tím mà nó hiếm hơn cái bản kia. Đấy, nhưng mà cái layer thì nó lại không giống màu trong anime tại vì cái phần core này này. Đấy. À, cái phần chip này nè, cái phần Gatinko chip này này thì phải, cái phần clear nó phải là màu tím và cái vòng ở ngoài nó phải là màu đen mới đúng. Nhưng mà và cái waist này nó phải là màu đỏ mới đúng. Nhưng mà do đây là cái bản mà trong Random Layer nó không phải là bản chính thức, cho nên nó sẽ có khác màu so với bản chính thức. Thì đó giờ Random Layer nó luôn là như vậy mà. Thì cái chức năng của cái con Dread Bahamut này nó cũng giống y hệt như cái con Bahamut cũ thôi. Đấy, nó cũng y hệt cái con Arc Bahamut rồi, nhưng mà nó có một cái chức năng nữa là Burst Stopper, và nó sẽ ngăn burst tốt hơn cái con Arc Bahamut. Mình không có Arc Bahamut ở đây, mình vẫn đang tìm cái con Arc Bahamut nó, cho nên là vâng, nó có thể sẽ hơi bị khó để tìm cái con Arc Bahamut ở cái thời điểm bây giờ, nhưng mà mình sẽ cố gắng tìm cái con Arc Bahamut đó và về review. Còn đây là một cái bài review rất là ngắn về cái con Dread Bahamut này thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào bài review về cái con Dread Bahamut này. Mình sẽ không nói gì về cái quay tan này, mặc dù mình mở nó ra và nó được tận 4 sao. Cái quay này tận 4 sao, nhưng mình không có nói gì về nó tại vì Takaratomi, mình thấy Takaratomi hình như là spam quá nhiều cái quay tan này rồi, và mình cũng hơi ớn nó rồi, cho nên là vâng, mình sẽ không review gì về nó đó. Dạ. Đây chính là White Gan. Vâng, cái tên đi hệt quay cái tên đi hệt cái tên mình luôn. Ok. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái weight gain này cho nó giống với cái combo gốc. Okay. Và cái weight gain này nó màu tím lấy trong cái con Ace Dragon trong Random Booster con mấy quên mất rồi. Vâng. Thì nó trong Random Booster đó. Ok, thì đầu tiên về cái weight gain này mình đã từng review nó rồi, thì nó bằng cao su. Rất là dẻo và nó có một cái burst stopper ở đây, nó sẽ ngăn burst cho cái con bay của bạn, nhưng mà nó vẫn không gây mất cân bằng. Mặc dù là một bên có một bên không như thế này, nhưng mà nó không gây mất cân bằng tại vì phần bên đây nó đã bị làm trống đi và nó sẽ bù về phần cái phần gọi là trọng lượng, một tí trọng lượng ở bên đây. Đấy, thì nó sẽ giúp cho cái con bay của bạn nó cũng có thể ổn định hơn. Nhưng mà bù lại, các bạn chống burst tốt hơn nhưng mà các bạn lại bị thiếu hụt một cái khoảng stamina khá là to, tại vì một cái miếng kim loại đã bị thay bằng một cái miếng cao su như thế này. Nhưng mà bù lại thì bạn cũng sẽ chống burst tốt hơn rất là nhiều. Nếu mà dùng cái weight gain này, nhất là trên những cái dành cho những cái con bay khá là dễ burst, những cái layer khá là dễ burst như cái con Dread Bahamut này. Răng của con Dread này khá là nhìn có vẻ ổn đấy, nhưng mà thật sự nó click rất là yếu các bạn ạ. Tiếp theo là về cái phần chip Bahamut. Chip Bahamut này ấy, thì cái phần màu đúng của nó trong anime ấy, là cái phần màu này nó sẽ là màu tím và cái phần màu đen trên đây nó vẫn là màu đen. Đấy. Và mình có một điều lưu ý, khi các bạn dán sticker vào cái chip này ấy, thì các bạn nên dán cái phần màu tím này. Nó xít ra rìa của cái, nó hơi nhít ra rìa của cái phần màu vàng này, tại vì nó sẽ làm nổi phần sơn vàng lên trên đây. Đấy, thì nó sẽ tạo một cái hiệu ứng rất là tốt ở đây. Còn đây là cái chip type defense, cho nên là nó có thể sẽ giúp các bạn sao nhỉ, dễ bị boss hơn. Nó không giúp gì cả. Nói chung thì đây một cái chip mình phải gọi là nó khá là tệ. Mình không có muốn nói review gì nhiều về cái chip này đâu. Vâng, bây giờ mình sẽ nói đến cái phần base Dread của chúng ta. Bay Dread này là bay một cái base có phần màu tím, và khi nó ở một cái trạng thái bình thường lúc đầu không có bật cái gì hết thì nó
sẽ có màu vàng kim, cái phần tí màu vàng kim ở trên đây các bạn có thể thấy như thế này thì trông nó khá là đẹp. Và cái màu của nó thì mình khá là vui khi mà họ có làm cái màu xanh lá này, vâng, thì rất là đẹp luôn, rất là đẹp. Phần nhựa này và phần nhựa tím metallic và cái layer trông rất là thick, trông rất là thick. Và phải nói gì về cái layer thick này, nó defense cái base nó defense rất là tốt luôn. Nói chung thì nó chỉ có thể tốt ở cái phần defense mà thôi, thì nó có thể các bạn thể tạo một số combo có star đòi hỏi có stamina cao cho cái con Bahamut này. Vâng, vẫn mong tôi không thể làm gì. Vâng, thì cái tất cả mọi thứ thì nó như vậy đó. Bây giờ mình sẽ test click của cái con này cho bạn xem, bạn sẽ biết được tại sao mình phải nói nó click yếu rồi. Bây giờ mình sẽ tháo cái quay tan này ra, cái quay gan này ra, đây quay gan nhá. Vâng, thì mình sẽ tháo cái quay gan này ra, lắp cái quay tan vào, mình test cái click của nó cho bạn xem, bạn sẽ thấy nó click tệ đến mức nào. Đây nó hầu như là không thấy cái click nào luôn ấy. Kiểu nó kiểu như là một cái con bay mà bị gãy hết răng ấy bạn. Thật sự thì nó rất là tệ ở cái khoảng click này, thật sự luôn. Mình sẽ đổi cái disc khác để mà có thể click tốt hơn, click dễ hơn đi. Các bạn thấy không, nó rất là kiểu mà mình có thể bẻ nó một cách dễ dàng luôn. Như vậy mà vào battle một phát là gặp mấy con quay trái kiểu như con The Way Longinus là toàn luôn rồi. Vâng, thì vì thế cho nên là cái combo chính của nó phải là cái gan này vào đấy, thì nó sẽ giúp các bạn có thể một cái chống burst nó tốt hơn rất là nhiều. Đây nhá, mình test cho bạn xem. Bạn có thể thấy mình xoay cái disc này thì nó cũng khá là khó khăn rồi. Đây, đến đây thì nó sẽ bị cản lại một tí, phải nói là khó burst hơn rất nhiều. Đấy. Và cũng như vậy, khi mà các bạn bóp hai cái phần này vào, bạn bóp ở đây thì các bạn không thể nào click được. Đây chính là cái gimmick chống burst của nó, khi mà cái con bay nó ở đây thì nó sẽ chống burst, và khi có cái con này nó đẩy ra như thế này, nó sẽ đẩy hai cái phần này ra. Và khi nó bị tấn công vào thì nó có khả năng click ngược lại. Đấy, nhưng mà cái khả năng này thì khá là thấp các bạn ạ. Kiểu vậy, nó khá là thấp luôn. Nhưng mà nó đến đây thì nó vẫn có thể bị click ngược lại, nhưng mà bị cái con bay nó đó vừa trái đập vào hoặc là vừa phải đập vào như vậy. Thì khi mà nó click đến cái click thứ hai này thì nó sẽ làm cho bạn có hai cái phần này đưa ra, và cái con bay nó sẽ bung thành cái shape nó tròn hơn trước rất là nhiều, và như vậy nó sẽ giúp cho bạn có cái tính stamina cao hơn. Đấy, và đây chính là tất cả những gì mà mình muốn review về cái layer Dread Bahamut này. Thì nó thì cái độ hiếm của nó cũng khá là cao, nó cũng tạm gọi là cao hơn mấy cái còn khác trong random layer. Và đây phải nói là cái layer Dread Bahamut khá là ngon rồi, mà mình nghĩ các bạn nên có, và nó cũng khá là rẻ để mà các bạn có thể có được khi các bạn mua random layer như vậy, thay vì mua cái set ba con kia. Okay. Hoặc là dùng cái dread này, do dùng cái gan này, nó có một cái gọi là cao su ở đây ấy, cho nên là nó cũng tạo cái reference cho cái layer raw Bahamut này có phần cao su ở đây để mà gắn burst, để cho cái đều một reference của cái con này đến con này. Và các bạn biết vì sao nó có màu tím và màu đen xen kẽ với nhau không? Tại vì trong phần GT thì con này có màu tím, có một cái layer vừa màu tím vừa màu đen, cho nên là cái hai này nó cũng như vậy. Nó gọi là cái gì đó, reference, nó làm gì đó, chúng ta sẽ nhớ lại về cái con Dread Bahamut này. Đấy, nói chung cái con gì đó nó cũng sẽ có gì đó, nó kiểu nó nhắc lại về quá khứ một tí trong cái phần DB này. Vâng, đúng vậy. Ok, và đấy chính là tất cả những gì mình muốn review về cái con Dread Bahamut này. Cảm ơn tất cả bạn đã xem video. Vâng, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.